No, no. What the hell? Đâu đây? Nghe tên gì? Yui Hatano à? Bạn Linh á? Tên là Yatara Shinyao. Tên là Yasuo. Anh nhìn chỉ thấy Yui. Anh chỉ thấy là Yui Hatano thôi. Cái đọc đọc tắt là Yasuo đi anh. Linh Linh bây giờ quen tận Yui Hatano kinh thế. Dạ có biết Yui Hatano không? Biết. Mọi người không biết sao học vô hồ được. À, sao sao anh có biết Yui Hatano không? Không anh. Đấy BD rồi. Anh chỉ biết BD, BD hả? Em không biết nó là ai. Nó cứ đòi bắt bạ anh em anh ạ. Xong rồi. Thế thì Linh sẽ vào Google xong bấm vào Yui Hatano. Thế mới mở mang hiểu biết được.
Giờ này nhà xác ít để chơi lắm. 6 giờ. Không không tìm được server ấy mà không tìm được server SM mà anh. Ủa sao không tìm server SM ta? SM tụi đánh hay quá. Nó không tìm được mà. Thôi thì tìm SM thôi. Đánh server. Không tìm được á. Ủa sao không tìm được server SM lạ hả? Không tìm được. Không tìm được server SM kìa. Đấy lúc nãy em bảo rồi mà không tìm được. Chắc là server SE bị hỏng. Chắc bảo trì. Tính lấy luôn cả server ấy nhá. Server Mỹ nhá. Mỹ liệu có Mỹ lag không? Server Mỹ. Được được được. Bạn anh có lag không? Thằng kia thấy chắc không sao anh. Đáng luôn à. Thế mà chắc là không sao đâu. Em thấy nó cũng ngang với lại em thấy nó cũng ngang với bên nhé đen mà. Ờ thế cứ tìm lại đi. Tìm lại rồi, em vẫn tìm lại rồi. Sao vẫn thấy đang chữ Japan mà. Suốt nhiều hôm khó. Đang vẫn hiện Japan mà. Cả hai, em xuất cả hai luôn. Đấy, nó chỉ hiện Season Japan này kìa. Không được luôn á. Chắc nó cấm mình chơi server nước ngoài rồi. Em kiểm tra lại rồi. Tìm được mỗi server Japan nhỉ? Chịu thôi biết sao giờ. Ngồi khi đợi một.
đau quá. Qua server US coi. Ủa sao đéo tìm được gì ta? Đó, US West kìa. Đường đấy. Hay là nó chỉ cho tìm một server thôi. Mở US có lag hơn SL không? Mình thấy pin trăm máy mà. À thế à, thế thì được. Đây, Calagata. Trời. Trời ơi, lâu quá. Vậy lâu thế.
Roshan has fallen to the reality. Ê ơi, lâu quá. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Great team work. You let your guard down. Dominating. Double. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks has fallen. Radiant's bottom barracks has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's top barracks has fallen. Radiant's top barracks has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's agent is under attack. Dire victory. Tối đen lại mấy lần nữa anh chưa? Trời, lâu quá. Ơ, có hẹn à. Trời ơi, lâu quá.
fuck? You let your guard down. Denied. Radiant's middle tower is under attack. Is missing. Trời ơi, nửa tiếng này chưa tìm được chặn luôn. Vờ lờ luôn á. Mà sao không tìm được nhiều ta? Vô đối. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. This is ridiculous!
ensnared in fire. We see you. Radiant's middle tower is under attack. Trời ơi! Dire's middle tower is under attack. Invisibility. A soldier's fortune. Middle lane is missing. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Chained in searing heat. Hi, oh, I'm dead! Oh, I'm dead! Bye bye. Chỉ cần tìm được trận thôi. Ông phải xếp chết mà. Đang xem phim rất cao này. Mới xong 10 trận đầu rồi đây. Đâu nhóc bạn lên đánh gì á? Nhóc bạn lên đánh hay mà. Yui Hatano người Nhật đúng không? Không phải Yui Hatano, nhỏ thằng này đâu phải Yui Hatano đâu. Nó tên nó kìa Yui Hatano gì kìa. Đâu không phải rồi, nhầm rồi. Em thử ớ cho anh Phát nghe sao có đúng giọng nữa không nào. Ớ như bị hiếp ấy. Thử ớ anh Phát anh nghe giọng nào. Đâu, Yui Hatano là thằng khác mà. Chắc không nhận Yui ra. Yui Hatano là thằng khác mà. Có trong League Friend tôi nè. Cái này. Đây, để Đức. Đức KV nha, cho Linh lây. Linh không phải KV nữa. Mất thôi địt mẹ con luôn này. Bớt đùa thì mới thắng. Tức là con luôn này. Phải lên gì mới chống được nó đây. Không sao, sợ bạc nó cấp chỉ được. Còn thứ dữ không vậy? Sao, không sao. Đánh con gì được ta? Lắc thì bóp đây nè, anh cho ăn nè.
đi bóp vang cho anh thoải mái luôn. À, dầm đi tóc, tóc. Cầm mi phu luôn. À, Linh đi đầu, Linh. 5 seconds remaining. Đi mid hay đi bot á? Trời này đánh AM là đẹp á. À bot à? Đến AM rồi chị. Chắc để em lại đánh súng thôi. AM không lâu lắm. Đánh súng hay đánh Viper được nhở? Tùy. Viper đi, Viper ngầu không? Viper trận này có vẻ ngon hơn đấy. Súng có phát trong ulti là chết, rồi Viper có phát ulti chết. Rớt okay. Giọt không đỡ đâu. Thôi thôi để em vô tường được. Ủa cóc không biết rồi. Ờ thì anh lấy hoặc con gì hai mạng ấy qua Viking. Cóc không biết rồi cóc. Ok mid được, ok chơi mid. Chai sợ. Nhớ Phương đi top à? Cứ lên đây. Con đang fight để đứt cho anh à. Còn với Linh solo à? Ok. Đâu? Thôi thôi, Ricky vô. À mà thôi thôi thôi. Ricky là nhiễm nổi. Vào rừng nóng chả được gì. Con rớt còn cho lộ sai ra nữa. Còn dù có cái set 1-3 luôn á. Thấy con gà ngầu không? Con gà của anh kìa. À, hóa ra hóa ra nhận chơi chơi cà ve từ đầu là để khoe con gà. Pokemon, Pokemon. Cái này gọi là con gì nhỉ? Cóc đề ca ấy. Cóc con. Ờ, thế tin. Cóc con. Tin, tin, tin nó mới lên con rừng. Đấy là lên con rồng à. Lấy đi, to đấy, chấp luôn. Mày đừng chết đấy là được. Anh có con gà vui nhộn vồn. À đúng rồi. Anh sao anh không để lại cái con cóc 1 kw. Nó sống đỡ khổ. Đéo cho bảo. Anh mua 2 cái bây giờ nó trụng mẹ vào rồi. Ấn cắt trôn. Cóc ra đây, cắm ra. Cho được mà. Ok 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 ok. Ông ta cắm luôn rồi, thử hả? Quái ra chậm nè. Nhưng mà sao lại cắm luôn chủ nó nhìn thấy. Tôi đi lại 3 giây luôn á. Anh đứng ở đây, em cắm thẳng ở đây luôn. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Lên chết nè, chết nè. Sao được rồi? Nó đứng canh cái tăng nhé. Trời ơi, đi rớt tí nó giật nó nhìn thấy à. Làm sao được để nó giật nó nhìn thấy mắt nha. Thì sáu lọ ghê thế em. Đó, sáu lọ, sọc 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 lên. Ghê vậy.
Phương ơi, chơi nó rồi Phương. Phay chưa? Có. Rồi chết nó rồi á. Phát rồi. Chết nó rồi á. Easy phát. Một hit nữa. Đã chết. Đủ mà. Không, nó phút sai mà. Nó phá nó phút sai mà. Thằng nào leo với chị vậy? Chờ chết ngay. Ô oh, địt. Má nó thù tôi Phương ơi. Đi boss, đi boss. Sao top phải solo cái này nhỉ? Nó phải lấy rừng mà. Lấy xe rừng mà. Không ý là đánh boss phải solo ấy. Đó, gà vui không Phương? Gà vui vô. Vẫn lờ. Vẫn lờ, vẫn chết rồi. Cứ vào ăn đi em. Ok. Mình kêu quá. Khó ăn lắm. Rồi nó chết rồi á, cố lên. Nó chết rồi đâu, có chừng chân rồi. Yeah, David. Sợ. Ê, cho ăn con nào, cho ăn con, cho ăn con. Run kìa, run kìa, đi ăn run kìa. À, mà phải ăn run cho lành. Ui, ui, ui. Tùng mất thanh niên cây. Rớt mất tích rồi. Thanh niên cây rồi. Phương ơi, rớt mít mít mít, Phương ơi. Mít 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 mít. Ôi, quên rồi, ăn hớt. Chạy nhanh vãi. Thanh niên cay rồi. Kệ nó. Nó đâu làm gì được đâu. Đừng đánh nha. Để Hades nó bài phép á. Nó đẹp xong rồi. Đủ quá lớn. Kệ đi, làm trò rủi mà. Làm trò rủi buông. Thần hành quá. Đó, farm ngon kìa. Không mang cành đào rồi. Luna hoảng sợ rồi. Phương ăn Phương. Lại đang lấy con gà. Con gà nãy giờ chuyển đồ không thấy lên luôn á. Ờ, rớt lên, rớt lên. À, không có về rồi. Nó lấy đồ rồi. Đệ này Luna không có level luôn. Hù thôi, đừng lên Phương. Thôi. À, Phương đánh đi, sợ gì vậy. Nghĩ là trong tình huống đó, bỏ mắt nó lắm. Đâu bắt nó đâu, sao bắt nó được. Nó cẩn thận rồi. Cái hai chiêu là đáy ra máu ngay. Đó, lấy con tum vào cái mặt nó hết một chơi liền. Chết rồi. Mày đánh lắm, mày chỉ nên ăn lát hit thôi Phương. Ăn lát hit quái thôi, để nó vào trụ cái nó phải được. Nãy giờ ăn lát hit mà. Có, nó còn có level nữa. Kìa, ăn Phương. Kịp. Đó, pha này băng trụ nè. Ông mà tum được vào cái mặt đó là tôi chơi liền á. Đó. Làm, nó còn bị làm chậm nữa rồi. Mít sớt nhá. Mít sớt. Nó đâu? Nó đâu Phương? Cắm cọc, à không có cọc rồi, không cọc, cho máu nè. Cắn máu đi, không rớt. Được. Pizza. Công ty còn chơi trứng nữa. Đây rồi. Không có thanh niên cay. Rớt lên đấy. À rồi, nó kia rồi. Rớt lên rồi. Rớt có xét đẹp vãi
Wow. Đây là siêu ăn grip hoài. Inbox mọi người. Dẫn lên, dẫn lên. Mình. Đen drone này, tôi đen drone nha. Hai, hai. Ủa mẹ, con chó lên ban. Mít rớt nhờ, mít rớt, mít rớt. Lần này thì mất thật rồi. Phương gọi máu lên đi Phương, đó. Mít rớt rồi. Về đây, về đây, về đây, về đây, về đây. Ăn luôn nữa đi. Về đi, về đi, về đi. Hai đây rồi. Về đi, về đi, về đi. Sao chết được. Ê, lấy thằng kia nó có cái ấy rồi, không nó chết mẹ rồi. Hết mắt rồi. Mít rớt rồi. Mít rớt Phương cẩn thận. Nó chơi một combo chết luôn á. Đợi để vào rừng lấy xe nào. Giờ thấy rồi, thấy rồi. Biết rồi. Ô, má. Ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ê, hít máu với. Ô, ô, ô. Có cả Berlin luôn. À. Berlin nhá. Không phải. Ừ, Berlin rồi. Đâu rớt đã góp linh đâu. Không, là xe cơ. Ờ, là xe á. À. Nè, nhanh vậy. Sao chơi. Linh có cái gì mà anh xuống nha, anh có phù nha. Ok, ok, ok. Anh, thằng này nè, anh thằng này nè. Đó, mẹ luôn nè. Chết rồi rồi. Đéo chết, đéo đến toàn. Sổ má nó hay mà là. Bắn cái đất giả anh chả ơi. Thích cầm ra là anh mà. Ngầu không? Đánh như đất giả rồi chơi. Đến như chặn Luna đây trời. Trời. Ừ, anh hành thổi hết cả mồm. Luna cũng ở đây rồi. À, Luna ở đây bị hành quá mà. Hay, hay đổi len thế không? Hành cho tới cùng luôn. Lên lên top. Không sao, không sao. Em càng đông ở đây, em càng sướng à. Không sao đâu, không sao đâu. Thế à? Để nó ở dưới đó là mệt nữa, nó mệt nữa. Linh. Linh thích hiếp tập thể à? Đó, đó, con này chết là mít rớt. Từ từ Phước, rồi, uống đi, chết luôn. Đó. Nhà. Á đù, á đù, á đù, á đù. Ôi, mẹ, 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 đi luôn game ấy rồi. Mít rớt à? Mình chịu bậy rồi. Thế là Linh chỉ bậy rồi. Linh chỉ bậy thì trận này phải thắng rồi. Linh chỉ bậy rồi. Ui. Cho lên cái level 7 cái nào. Hồi mana cho anh em. Hả chiêu cái. Đó, Phương lên diffusor à. Ui 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 thằng thằng mày sao chạy vậy? Mít mít. Sao nó ẩu rồi là. Ừ. Tự nhiên không chạy về gì vậy? Nhưng mà tôi đâu biết, lúc mà tôi bị cái bóng nó đuổi mà. Trời ơi. Thank you.
quá, thôi về nào. Phải chạy được. Kéo kéo lại ăn gà đi chồng. Đúng rồi. Còn đâu, quả nó cũng leo lên đấy, có... Còn đâu quả nó, tôi biết là hàng thật, tôi biết là đánh mà. Tôi biết là hàng thật mà. Như quả bật luôn đi, mày chạy lòng vòng. Con... Đây, 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 chơi đây. Chưa, đã lên tới đây đâu, trời ơi, đang ở chung. Từ từ. Rồi, thôi, xoay là chết rồi Phương. Chết luôn. Chết là chết nào. Mít chết rồi nha. À, ăn mít rồi, ăn mít rồi. Quy Hatano này. Không, nhưng mình mít chết rồi. Đâu rồi? Chạy mẹ rồi. Bình tĩnh rồi. Ai ai chuyển gà lại vậy? Cảm giác nhìn được vào mắt thì lại. Này này, rớt đây này, rớt đây này. Có là lạc thế nhở? Có. Ơ, lạc thế nhở? Thấy không? Một mặt xuống rất là đẹp. Ô, sao đéo vào được? Chết anh rồi. Mặt xuống được cóc rồi. Ok, hy sinh thật mình ăn được đau thế. Đó, tự nhiên quẩy đi. Giật 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 giật. Bắn đau vồn. Đi chơi, đéo chơi, đéo chơi. Anh hít cầm thật khỏe đấy. Mẹ. Đến rồi đi chơi. Con mẹ mình đứng kiếp cần cái thằng này làm gì chứ. Con mày mẹ nó. Đi đi mày. Cú đi. Thích ăn thôi. Ok. Thì sao cái thằng rớt ra đây nó đùng cái là mất con mắt nè. Phí mất trăm tiền nè. Thế nhở? Ừ. Ô, đúng, 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 đúng. Ừ, thế nhỉ? Ô, đẹp trai. Ờ, thằng này có con mắt. Ô, đâu mà. À. Mày đi đâu vậy? Ô, đâu phỏ. What the fuck? Làm gì vậy? Kéo đỡ được luôn. Đậu mẹ. Nó đơ, quả đấy luôn á. Xe kìa, trời ơi, sắp lên giáp phản rồi. Anh em sắp bỏ rồi. Nè, đâu ai đang nó bay rồi chứ. Chẳng kích đấy. Bơ, đừng nghe đẹp trái quá này. Giết, giết này, giết này, giết này. Anh lên này. Ô, mạnh quá, mạnh quá. Ơ, chết rồi. Sao mình đẹp trai quá mà. Trời ơi, không có phù. Đừng rồi. Anh qua coi khi đến can ngon hơn. Trời 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 trời. Nè, lấy được. Đúng quá mà lợi. Rồi này tới. Đây 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 đây. Đây.
trái ra đây. Đào giết nó đi. Là xe đâu rồi. Oh man, xe đâu, là xe đâu. Nó, đi chung. Là xe ra. Anh em kìm lấy cái xe nhau. Biết con nói chuyện bà đại. Mình nào ấy, thằng Yui Hatano mới lên à? Bạn nghề nghiệp đúng không? Nghề nghiệp à? Bạn nghề nghiệp à? I'm going to go to the house. Don't. Dạ muốn đi. Trời sao đi đường đó. Bất tỉnh smack ăn. Đó. Ôi sao đi đường đó, không sao không về đường này. Không chạy được. Đập đập. Kia cũng không chạy được. Ô, chỉ gì vãi luôn anh. Em ấn toàn Starcrip vào Crip thôi. Đỡ đỡ được. Starcrip không về nhà. Hả lỗi hẹn lỗi. Lôi thằng mẹ ơi. Bóp nó Phương, bóp nó Phương. Có một thằng trong cam sao. Chói Linh. Chói rồi cung mất đi. Anh nhìn chưa kịp ra. Để vào rừng cắm mắt chưa. Cẩn thận anh, nó quá thế rồi. Ôi, lật xe, anh em. Quay, coi chừng bị đua. Bị đua kìa. Đó, tôi mang nó trước làm sao đua được. Nó mà linh xa hơn mà. Thôi, mình không nên chơi ở đây đâu, nhà nó mà. Chơi ở đây không được đâu. Không có mắt đủ gì sao chơi. Không có đó, chơi mắt đầy đủ hết mà. Chơi nó, nhà nó. Cho lưng nè, Oh, what the fuck. Vẽ giới, ăn luôn Envy. Yeah. Không bắt được, có chịu hồn. Phải easy. Không phải đó, nhờ nó giật mình mới biết á. Nó mà không giật nhiều khi mình thua con bắt. Slap ấy nhờ. Đâu, để con Slap refarm mà. Giết đi chứ. Radiant structures are fortified. Nè, Luna cũng farm được rồi kìa. Nó sắp ra xe rồi. Here.
có chiêu gì kéo hoặc là đạp phá. Chết mẹ rồi. Có TP đâu kìa. Chết mẹ anh rồi. Tao chết chắc rồi. Nó không đua được, không đua được, không đua được. Anh, nó đi cả mắt, nó đi cả mắt. Ui, rồi, chết được rồi. Quá dễ. Ăn cả đôi. Ăn cả đôi được béo. Rồi, ăn hành được kìa. Ăn hành được kìa. Quá nhỏ. Chiêu. Quá nhỏ luôn. Chiêu. Ủa nhà. Rồi, lại mua lan. Vâng. Nên đi farm cho nó nhỏ. Tưởng là trên đồi chứ. Thế rồi Luna cũng farm bắt đầu có đồ rồi kìa Vương. Nó bảo hành nó như vậy. Chịu thôi, giờ đâu làm được gì đâu. Rồi, tìm ra con Luna, smack đi. Còn rớt, còn smock kìa. Ok. Rồi. Giờ tôi anti spec đâu chết đâu. Bếp free farm này. Phải đánh nó một phải đứng solo với nó, chém nó còn nửa máu xong rồi mới ulti. Đó, đứng solo với nó đâu chết đâu. Đứng chém còn nửa máu ấy, xong rồi mới ulti. Nó đâu đứng ai đứng trong chém. Nó đi gần nữa nha. Lên đây bắt đi, lên đây bắt đi. Cái mà. À đang lên đang lên. Đó, 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 lúc nãy quẹo vào đường. Xinh. Mình tới đây. Đừng ulti Phương, đừng ulti đánh thường thôi. Giết chúa. Yeah. Rõ đầu, rõ đầu, rõ đầu, rõ đầu. Phải chết rồi. Rõ đầu. Rõ đầu, rõ đầu. Đẩy, đẩy, đẩy top nha, đẩy top nha. Tôi đang tôi đang chết luôn. Ủa nghe đàn chém mặt này. Có bùng này. Ai ra mic cover đi. Thôi, cứ ở đây ăn đi đã, đi chung đi, đừng đi lẻ nữa. Nè, đợi spike vào, đợi spike nào, đừng chú ra, đừng chú ra, đừng chú ra, đừng chú ra. Không, nó biết mà. Nó biết mà. Chỉ cần đợi nó chạy ngang qua cửa đâu fan rồi mình quạt nó rồi. Làm gì có chuyện đó. Luna kìa. Bắt nào. Ở bên đi, bên đi, bên đi. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Bắt bên, bên đi, bắt. Bên luôn, bên luôn, bên luôn. Nếu về thì về. Nó phải về rồi, nó phải về rồi này. Nó về rồi, lùi ra tí. Để lên bắt Luna nhá. Giờ bắt lại thôi, bắt lại thôi. Tóc bắt lại này. Ôi trời ơi, có mắt. Đợi tí, trời ơi, ra đây chạy chậm lắm. Nó về rồi. Đâu bị ấy mà, bị... Về rồi. Giờ tin mày chắc là đi bắt lẻ rồi ăn. Kiếm cớ mới ăn được cái trụ tin tốt thôi. Giờ mày đẩy tốt, bóp anh. Này như nó lên nó săn mình á. Nó tuổi gì lại săn mình. Vào hộ cái luôn, mình có rô sang và thì lấy trụ to đi. Nó chỉ có mình bị săn cái này chứ nó không có săn mình được. Nhà đã ở dưới quá trình bị cao nha. Không mắc mà. Mà không ở dưới này không có mát. Cảm sợ lắm. Nhà em full đi rồi. Lấy này. Behold the ring. Mệt mẹ lại thế nữa. Má phải rớt, nó cứ nhắm mình. Rớt trong này. Anh để nó chạy đi. Đó. Rồi, chạy nó dưới rồi. Mất mic. Vậy
Nó vui luôn. Một trái, một trái. Này hay quá. Bố láo. Ghê. Quá hay. Tăng hết luôn. Ui. Ôi rồi. Đó nó mạnh rồi. Dạ. Không phải nó mạnh đâu. Tự nhiên ngơ ngơ ở đấy. Ghê quá. Thắm mắt cho anh em đi bot nhá. Blink này, Blink qua này. Blink của anh á. Blink của anh á. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mình tập trung vào lấy thêm trụ mít nữa xong rồi. Đó, có mắt ở trụ mít rồi kìa. Sợ lắm, có mỗi thằng tanker con cave ở đây. Bắt công ty khó chịu thật á. Bắt đầu bao. Bắt, 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 bắt. Bắt thằng nào spike nhá. Bắt, 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 bắt. Còn đợi tí, đợi tí, đợi tí. Trời ơi, đợi tí, đợi người ơi. Đợi người ơi. Cái bóng của anh phía tôi. Phương ơi, cầm máu ra Phương. Không có, không có. Vậy mà ông tin lâu á. Đủ quá. Đại quá, tự nhiên lao đánh con đấy anh. Anh em khó chết lắm. Ô, cả tem chết. Có thằng mô cho em đi anh ạ. Cái bóng của Max đánh gần chết này luôn. Khổ vồn. Thằng người có số 2 đam mà. Đếp, đếp, đếp. Đếp chết luôn chứ. Mẹ. Phải cứ. Trời ơi, Lee ơi. Từ từ nó toạn nữa. Ủa mẹ vẻ nhở. Em đâu khỏe lắm đâu. Sắp lết rồi, đợi tí. Bên là linh hồn. Bên con đã đi ăn nha. Đấy, nó ra đan rồi, bây giờ mình linh sao được. Bắt luôn à Phương. Bắt được chan được. Từ lâu rồi. Nhưng mà chỉ có cốc chỉ được cho bếp thôi. Có cốc mà đánh lại cho bếp mà. Khó lắm. Cốc đánh lại, cốc đánh lại chắc luôn. Nó phải đem cho cái dãy nảy lên. Thiếu mắt quá. Nó có con rớt, nên cắm mắt khó lắm. Cắm nhà mình không được. Có con Rosa đâu nhỉ? Con ăn rồi mà. Con cá to. Con bắt bó rồi. Bốt nè. Bắt phải chị được con rớt Phương ơi.
Lời xe nó tìm tôi. Lời xe đủ quá ngon quá lời xe. Phải má nó. Thì ngon. Còn nãy giờ được phát ulti đẹp. Đủ mấy ulti nãy giờ đẹp mà. Tê ngay. Phương ơi, tiên nãy giờ đẹp quá trời. Nãy giờ được phát ulti đẹp. Đúng không, nãy gì? Là nói ai, nói tôi, nói ông. Nói tôi. Nãy giờ ulti toàn miền rớt nó pháo mà. Đó cơ hội đi cắm mắt á. Mắt ở trong khi mà ai lấy rồi. Sao mình nhảy đi được cơ hội cắm mắt đó. Đến đánh mít thôi chứ. Đánh mít đẩy nó đi. Đẩy gì? Đẩy boss không được. Đẩy cái chỗ lộ sai. Có thể như có con đấy. Kẹp luôn ở đó chứ. Tên lùi ra tí Linh, anh không có chiêu gì chạy. Không sao, Linh phải đứng trước chứ. Team Mara này, lùi, sống chỗ về nha. Lùi gấp. Linh biết gì chạy về nào. Bám Linh về nào. Cái mẹ gì ấy. Ơ, cắn cướp luôn. Ủa sao vậy? Em thề luôn ấy, em ấn vào ấy luôn. Ấn thẳng vào nhà luôn, mấy phát rồi. Cậu mẹ cái kiểu này. Vậy vậy. Đánh kiểu này đánh nguy hiểm VL vậy. Làm con pha thốc tim VL. Hết quái sao luôn hả? Sao ăn? Quá không biết chưa. Ý được tiền không? Luna đẹp mắt cái kiểu á. Có mắt có smoke nha. Cái smoke nó phát đi cái gì? Rồi nó có bán kẹp tóc không? Từ từ khoan, để con chim đang mang lên. Em ơi, thu tiền em ơi. Hả? Thu tiền No, bao nhiêu? Ba không nên đánh, không nên đánh rồi nha. Mà không có mắt, không có tầm nhìn gì hết. Không có mắt mũi gì, smoke cũng như vậy à. Đâu có ý nghĩa nhiều. Cô 2 đồng 500 à? Team mình không có mắt mũi gì hết á. Không nhận, không làm gì được rồi. Móc có bản này. Dạ, đi cưng. Bỏ đi. Từ nay chúng ta không riêng không lợi nha. Có đề báo đề hành thôi ba. Có tiền nhập đồ à? Tiến vào, tiến vào, tiến vào. Thôi, thôi đại tí, đại tí. Ôi thật chết rồi, đại tí. Về đi, lùi về, lùi về. Chạy đi, anh em chạy đi đấy. Lùi về, lùi về, lùi về. Ê đã vào trên này chứ chỉ gặp là thầy quá rồi, về đi chơi mất. Thế là chết mỗi cafe rồi. Mặt gót rồi. Chết. Mặt gót chết thì rớt thôi. Không rớt không nắng. Quá trắng. Behold the rain!
Mà không có mắt mũi gì hết. Con lớn nó phá hết rồi. Rồi mày cắm đây xong con rớt nó phá tiếp. Mày bắt hết trưởng ulti khỏe rồi, bây giờ mình ra bắt đấy thôi. Ờ nó hết bây giờ. Xuống đẩy boss này. Xuống bắt cái chủ trước anh. Xong rồi mình bắt hết các chú ra rồi. Ơ ơ ơ. Ô mày cứt. Vẫn là anh quát một cái ở đây. Đó. Mày cắt len lên. Mình vây nó vào thôi. Thôi Phương ơi, boss nào Phương, cho hai bóng đẩy mid đi. Để top, kẻ top. Kẻ ra nên đẩy top hơn. Ừ đúng rồi. Dạ. Sao mình cứ đẩy quá. Đó 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 đó, lưỡi ngựa đó đi phá mắt kìa, đi phá mắt kìa, vào thịt đó. Nè. Thầy luôn là lần. Nó biết mà, nó không con. Đưa, đẻ nó vào không? Chắc không vào đâu. Thấy rồi, lấy nó giận thét đây rồi. Anh đi lùi vào sau đi. Thì mình đánh lùi vào sau đi. Lên cao không có lợi lắm, lên cao không có lợi lắm rồi. Hay thôi về nhờ. Mình có đánh như này không có lợi. Đừng đánh thôi. Anh có bờ link mà. Mình đông tài, mày lén, mày cứ về đi. Anh cứ lên T đi. Bao giờ anh chết thì anh bờ link ra thôi. Nhưng mà vào thì làm sao mà ra được nữa. Đúng mà chết đi, tình này. Không có gì hết cả. Nó không có làm gì anh hết á. Lôi. Hết quái đi lôi, hết quái đi lôi thôi. Nó có cái video phiền bộ. Tốt kìa, tốt kìa. Má, tốt kìa. Dạ ông. Má, spec mè. Rồi, mình cứ bi vào. Ờ, bánh vào bất kỳ lúc nào được á. Có nên chạy lên không? Giật quá. Xe luôn là xe luôn. Luôn. Lùi lại đi. Rồi thắng hết. Kê quá. Công đánh đi công, công chạy lại, công chạy lại. Thôi. Thôi. Trời ơi, công chạy lại, công đánh đánh chạy. Trời ơi. Không, quả đấy nó chẳng đánh nữa. Chết hết rồi. Quả đấy chết hết rồi. Sao chạy vậy? Không phải nhưng mà quả đấy chết hết rồi, sao đánh nữa. Nó ăn cả năm rồi, kinh quá. Em nghĩ chắc nên bay bái trần là vừa đấy. Không phải. Không cần đâu. Nó giờ nó đẩy phát là bay hết mà. Không có đẩy chưa tới mà, nó phải lên đây đẩy mới tới nè. 10 giây nữa là... Dạ, là mấy của con Luna nó phù lên đây mình mới thua nè. Đó, nó không phù lên. Mấy hiểu sao khi mình nhảy thua nhỉ? Con Spark nó cầm... Anh thua đứng ở đây con Spark là biết thua rồi này. Đứng ở đây con Spark là biết thua rồi này. Mẹ cả lồn cơ. Ui dồi. Ôi dù, bấm nhầm, sai á. Nó nhào rồi kìa, nó nhào rồi kìa, hay quá. Lóc nó lên rồi. Nhưng mà nó đục được cái lách rồi. Thôi, mình đang phải chờ nó bi thôi, chứ mình không bi được nó đâu. Mình chờ nó bi thôi. Đó kìa, cóc bắt được kìa, cóc bắt được kìa. Rồi rồi, từ từ, team mới sẽ ra, team sẽ ra cứu đó. Bê thẳng biết rồi, bê thẳng được không, bê thẳng được không. Thôi, bi còn bố cái tốt thì sao? Bi lại thôi chứ. Đây, để giúp tôi, đừng vào, mọi người đừng vào. Không có spec mình không sợ mà. Không có spec đâu, sợ đâu. Kệ nhà đi, lát ra. Lát có team ulti mà, không. Test linh thân đi kém này nha, anh hết hàng rồi. Rồi vào đánh đi. Ồ, tay vào xong đi. Ồ. Quay. Lờ xe kìa. Quay.
Ôi rồi chết rồi. Chết kìa. Trời ơi. Chưa, cứu. Cái nó có BKB. À, một mình Linh kìa. Ôi, Linh thế mày rồi. Thôi đậu. Gần như ăn rồi. Ố, gần ăn thì phải đứng lại ngon nhỉ. À, quả nó đứng lại ngon mà. Ây da, tắt đi. Nó đâu có Buda đâu. Nhầm kích quá. Nhầm kích quá. Cuối cùng đâu bê được gì không? Các bạn vừa rồi là cơ hội duy nhất để mình lật rồi đấy. Giờ bắt lẽ được thì mới lật được. Rớt rồi, nó đâu có nhiều lắm. Rồi. Biết rồi sao đâu, đâu làm được xem được rồi. Anh Thạch này, chơi luôn này, Để sao? Bỏ lên. Trang bao nhiêu nhật ra này. Lên App Store, tải Hulu. Đi cho con một máy tính nhá. Mày điện thoại to thì mình. Ui. Xem là mày thoại quá được. Mình làm quả ăn đúng fan đấy nhỉ? Mà thôi không được đâu, đùa đấy. Ăn được đéo. Nó bọc lên tì, bắt nó nhà và chết cả team. Không bắt đẻ con Spike giờ nó ăn mặt nó. Đó là giờ nó ăn này, luôn rồi. Giờ nó ăn đúng không? Ngon à, cái nào ạ? Em đi vào này, đi vào này. Nó đi bóc đỉnh ấy, quả đấy nó đi bóc mình. Bây giờ mình chỉ có thể đép rồi, cùng đánh nhau bất kỳ đâu rồi. Chết cóc à. Vãi lồn. Chết. Giờ sao? Khó rồi. Bay 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 bay. Ôi trời. Sao lại không bay bay? Sao đây? Chết mẹo. Sorry. Trời ơi, chết luôn rồi. Trời ơi. Buồn buồn. Quả nó nhầm nút cái lock nó lên. Buồn. Nhận nữa đi đại học. Nhận nữa ngày mai mới được chơi game. Thua. Má tem mình không có con bát tổng.
Còn bạn Linh kìa. Yui Yui Hatano. Gọi Linh, gọi bạn Linh. Ơ bạn Linh kìa. What the fuck? Sao? Bắt đợi 5 phút. À được rồi kìa. Seconds remaining. Không có chút mày ơi. Có lời phải nhận thôi. Để đang đánh cốc ra, để đánh cốc ra. Không mà. Đã là đang sạc hay sạc. Để qua đi rồi. Để nghe. Tìm mất toàn con khó chịu mà trời. Ai đi mít không? Mà đi với Linh. Em này có kê thì làm sao mà Tina đi mít rồi. Thế anh nhẹ đi Linh nhá, anh đi solo bot. Vâng em đi động được. Solo bot thì hơi khó đấy, nếu mà cung ca với con rồng đi bot thật. Đấy thêm kiến nữa kìa. Thank you.
À, thế anh có solo được không? Không, để em solo chọn được. Được. Solo hai con đi khó lắm ấy, nếu mà hai con đi thật, chơi không? Em bắn xa mà. Em lên top. Chắc là em để bot chọn được. Ok. Phương rừng 100% rồi đúng không? Chắc vậy. Thôi, phục thù trận kia rồi học bài nào. Thi chưa xong, anh em đã hội tụ rồi. Thì mất thi một nửa xong rồi thì anh. Mai toàn mấy môn mà lìn rồi. Còn cái môn chó đẻ Sakumin chưa viết gì nữa. Anh cẩn thận nha, tiến lên đánh chết luôn ấy. Sợ lắm. Không biết là giữa game phải làm sao đây, mà team không có stun. Stun nè. Có một tool, có hai tool mà. Hai tool một dữ này. Đòi gì nữa. Nhiều tool team đó mà. Tool bass, tool bass đó mà. Lo gì cái đánh đi. Có một hồi chuyện tâm lãnh mới có hai cái. Á, hai ngày đi top à. Khổ buồn. Ờ, mid KV nó nhỉ. Sao làm gì mà anh em phải chạy xe đó nhỉ? Bây giờ mình ít quái thôi. Con này em to ăn đủ luôn á. Hay quá. Vậy mà còn đập được. Lên. Đó, khó chịu lắm đấy. Hai con đấy, con kiến đi, một con cave nữa. Thôi, né ra đi, không khổ đấy. Thôi Linh được rồi. Thôi ra. Ui ui, anh bị quái phát hiện. Anh hit được nhiều Agi, anh đánh chết mẹ luôn mà, anh phải lo. Nhưng mà kêu Agi anh mới level 1. Không, level nào thế. Đó, thắng level nào cũng vậy mà. Mạnh chứ mày, đánh luôn, không chết đâu. Đánh lên, không chết đâu, 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 không chết đâu. Ha ha.
Không có chuyện gì xảy ra hết. Ca chém mạng quá, chém quá. Quyết, không chết quá. Hai để làm quá mạng lát quá. Tập sự ngay. Đây không nâng full luôn à? Kệ thế cũng được. Mỗi lần bài cài thì mình có từng cái này không? Chơi cua ca này nó vào mua giày này thè luôn. Ca đâu rồi? Đây. Ném Linh. Tao đặt đặt nước. Ôi thôi chết anh. Nãy lồn đặt nước. Không tại anh hoảng quá thôi. Phải đợi chúng mới đặt nước rồi anh đang định né thì nó lên mất rồi. Ô vậy cứ hay vậy. Chạy chạy về trụ Linh. Vậy. Hello rồi, các bạn. Cũng buồn các bạn rồi. Đây đây Phương tới. Có chạy được này không? Thôi lên chỗ tao đi. Ai hi hi. Mít mít nha. Hai vô. Invo có chiêu chơi mít nhẹ cẩn thận đây đây rồi sao có một trưởng mít mít cà ve nó đấy nhở nó không 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 thấy mặt nó ở đây luôn á chắc đi ăn luôn rồi không nó chỉ cứ đứng tình tình ở đây không biết đâu rồi. À, ăn luôn đi Linh. À à, ấy ăn. Ê, thằng kia đang có tí. Cẩn thận nó, đập nước anh. Đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Nhưng mà sao Đức không nâng chi một vậy? Nâng chi một bây giờ chưa được. Nâng chưa một ngày chứ anh. Trời ơi. Nâng chưa một chứ chứ nói gì vậy. Trời ơi, trưởng ba nó không phải. Trưởng ba nâng thôi. Trưởng ba nó chỉ anh nâng càng cao nó chỉ tăng thời gian hút thôi. Nó phế lắm. Trưởng ba lấy game với mặt. Đổ quá nhỉ, hay ta. Anh chỉ biết một trưởng một điểm thôi là nó khỏe y hệt như. Nó ăn nước kìa, nó ăn nước kìa. Ô vẽ không nhìn thấy. Em bảo rồi mà. Your bottom tower is under attack. Bella, rồi xong xong rồi. Trời ơi. Đấy. Anh xuống này nhé. Xuống. Pin vô xuống kìa. Pin vô xuống nè. Không, bây giờ chơi được nữa đâu. Có vô. Ơ nhẹ phù hả? Ơ. Em nhớ bóng cái nhà mà sao không biết sao nó phù rồi đó luôn. Mẹ này còn cái lốc nữa. Mẹ nó giàu thế. Ơ chấp nhận rồi. Chết tôi rồi. Không chết. Con kia nó sợ chạy rồi. Đó kia nó sợ chạy mà.
Được rồi. Lát thế nhờ. Stop. Top chơi không? Lên vào người lên nha. Ông người lên cứ lên chơi. Đúng ta. Tới đi. Không biết có được không ơi đâu. Chơi không? Anh cứ từ từ nha, ra vội. Nhìn nhây gì á. Đi tao đi tụi. Nhìn vô lên đấy, nhìn vô lên đó. Nhìn vô lên. Wow. Đúng quá thằng thật luôn. Đúng mấy. Đệt đông quá. Đánh con đi đi Wow. Ơ nhầm. Ok, bú luôn. Tao đi cho nào ơi. Chờ tí anh vô đánh gạch chết rồi, phang phè đã linh. Mấy đứng ở đây hồi máu mà. Hết mana rồi. À, hết mana luôn rồi. Buồn mana à. Chứ không đứng tí là hồi này máu luôn à. Mà con chó đã thêm nhiều quá. Con chó này hả? Nhưng mà đông con nào lấy cứng mà ăn đâu. Mình biết chưa. Vậy lên. Ta đấu lên nào. Invo mất hút rồi. Ê nè, tôi nhà Phương. Từ từ, em chưa bước. Ông ấy đâu có đánh đâu, đánh Linh á. Linh nhìn thịt nó thơm hơn. Trời sao ma lắm à, nè. Đó, thầy gì ngủ. Đó, ông phải ơi. Đây. Invo. À, quay nhầm. Bắn con bỏ đi. Easy game. Anh cây này. Anh cắn rồi. Phải gọi là con tinh trùng nó mới hiểu chứ gọi là con bọ nó chẳng hiểu con gì. Có đủ mấy cái mắt này à? À không? Tại đâu nằm bừa á. Đâu có một cái điểm này quên. À đúng rồi. Nè, nhéo nở luôn. Sao anh cứ lượn khi lượn lại. Thôi không sao. Mày canh như đứt kìa, đứt chết kìa. Okay. Nhảy. Cần chứ cần, hết ulti. Nhảy đi. Hết ulti mới nhảy thì anh không có ấy, không có mất sai.
Ê ơi, sao ông đừng quay lại cho nha. À nó không quay lại đâu, nó không quay lại đâu. Tôi chưa người đâu mà. Cái đánh ông thì quay lại nhất gì. Ai mà quay lại. Mít mít nó ở đâu rồi? Rồi nè, cút đó. Đó. Chưa đâu hết đi. Về kiếm sao vậy? Trời kiến lên kìa. Ôi thôi sống tôi rồi. Thôi sống rồi. Thôi sống lên rồi. Chơi bố mày này con đĩ. Quay lại con kiến kìa. Kiến nó bắt nạt chứ không làm gì được. Ê, lại sụp lơ này. Ý, ai hi hi. Đếp mà. Mẹ. Đếp mày bắt cả. Đi mất nhiều mày quá. Ôi, chết mẹ rồi. Con lên giày bấm hay là lên giày gỗ ta? Ui, bấm đi anh. Để ít người chở lắm, anh phải đi, anh tự đi ấy. Nhưng kia này có chịu ghê. Cái đớt mà kiến nó ngay quá à. À, mua đớt cũng khó mắt kiến lắm. Tinh mẹ đẻ nó thế này. Ôi, Satan này mẹ, Satan. Từ, nó đứng gần trụ lắm, nó không có tàng hình nữa. Từ đấy. Chết thành rồi. Chết thật rồi, má kiến xanh quá. Đẹp nhìn hàng nó kìa. 15 phút lên kèm cho cháu kìa. Cái đẹp má đó. Đánh đi, anh đi. Ok. Mạnh mà, người ta mạnh mà. Đấy. Lên đâu rồi? Chú em làm gì? Cái cầu cho xin cái mạng cầu ơi. Tụi quá đồ nó nhiều quá vậy. Thì nó đi chơi mà. Chơi vậy. Giờ cái em cũng tất nhiên nó phải giàu rồi. Cũng đâu làm gì. Ở đây được gì rồi. Mình chia tay nhau từ đây. Con đấy là chắc chắn không bắt được rồi. Má gì vậy, Kiến đi sau lưng kìa. Thôi sao ơi, lùi vào anh. Lùi đi, kiến có, tất hết. Kiến có tất hết. Whoa. Kiến gì được. Kiến gặp chó. Làm gì được. Phải ăn nhảy chúng nó xong sau đó nó ulti vậy thì mới ổn. Phải cho nó mất ulti đi á rồi làm gì thì làm. Quay đây đi kìa. Ồ thuyền bè gì. Lên đứng lùi ra lên chết kìa. Chết mẹ KV nè. Đó. Hay quá. Rồi đã đánh chết KV đi, đánh chết KV từ đầu kiến nó phê không. Cho lùi nào. Thêm mana rồi. Bạn đi. Đi. Anh quay lại hiếp con kiến này. Ma quay hồng, ăn cất rồi. Cất rồi. Bốn mana, nhắm cất rồi. Má bả lều xà lâu. Tôi về đây, giải hết mana rồi. Cho nó hút con đi. Bả lều xà lâu.
Ok. Vãi con kia nó xong này rồi, okay. Giờ nó bị sạch nhà luôn à. Ủa sao kem nó được 5 thằng ghê vậy? Con rồng nó KV mà nó ra nhanh. Có kiến cứng quá. Đó. Rồi đó, ăn được nó nè. Chết con mẹ. Chết bà mày này. Phải móc cho con lưng lại, móc cho con lưng lại. Mẹ đâu quá, đâu quá, đâu quá. Tao tập từ rồi, tao đùa, đứng lại bắn đi anh, chạy đi đâu nữa. Trời ơi, đứng chú à. Tiến đâu, tiến đâu. Hết máu rồi. Quay, quay chết kìa. Nổ đen, nổ đen, chết kìa ơi, chưa chết đâu. Sợ hãi bao trùm. Dead, what the fuck. Chơi luôn, chơi luôn. Lê. Chết tẹp nè. Đó nó crit. Ôi, sao tôi chết, chết 5, chết 8 à, chết 8 rồi. Chết rồi. Rồi anh đi farm rồi bị lén này nọ đây. Chơi được. Kiến, chết tôi, chết tôi. Nó quay đâu. Kiến trên top có đệt mẹ đồ nó kìa. Ôi. Có đẹp mê. Không, không choáng rồi. Không phải bị chặn bởi cái trái. Có kiếm vào đâu, kiếm rồi. Đó. Chơi kiếm vào đây. Chơi người thôi, chơi 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 em cũng chạy. Chưa thôi. Từ từ lát. Chưa hồi, nhỏ bên lờ. Cái nhảy cái đùng xuống đầu kiến nhá. Không đủ quá nữa hả? Đủ má, tao ra tới đâu thấy nó vậy? Tôi chết rồi. Ô mày. Có cơ nhơ. Ô mày chùa ơi. Má đồ nó nhiều quá. Đồ nó nhiều vãi luôn. Ừ, nhiều vãi cứt thật đấy. Lắm luôn. Thì nó giết người vậy dần đi nữa. Ôm. Nó cũng ngang mình, ghê quá. Ủa nước lên phá giáp gì, lên cái đánh đồi chứ lên phá giáp gì. Nên Envy. Ghê sao chơi. Ý là có Envy rồi kìa. Có nhiều đồ này. Chỉ mới lên xong mà. Vì nó hàng giờ mới lên xong Envy nè. Mình lỡ cầm DD kìa. Lên nè. Ok quá. Nó khỏe lắm luôn á.
thôi chết. Thôi thôi. Tôn. Trời, tàn trâu. Hùng rồi. Thôi. Bắt nó sau, bắt được. Chết nó rồi, đó. Hay rồi. Mít. Sai ngay. Chết rồi, không về được. Tưởng không hay mà hay không tưởng. Rồi, bị chủ mít nào. Ôi, hết máu rồi, về đây. Mang sẵn lắm nha luôn. Linh còn thiếu máu anh em. Đừng về nào cho Linh. Có gì đâu, đi bộ về thôi. Thậm chí chạy qua ăn cái tàu này. Ba lần muốn tìm về kìa. Thôi đi bộ về. No. Cái đầu bé qua đây. Punti con này. Anh trai rồi. Punti của Nina ở trên Ken không nhỉ? Không xuyên lên Ken đâu. À lên gậy xanh thì xuyên lên Ken. Ok. Đoán thế. Lên gậy xanh thành đem. Ôi trời, đông thế. Đông thế. Chiến khỏe quá. Mít nè. Nó lên bắt anh kìa, nó quát rồi. Nó lên top kìa, nó lên bắt top kìa. Đi vào rừng nó dạo rừng nó, chắc nó tìm phương. Đó, nó tìm phương thôi. Ủa nè. Anh đứng mà này, anh đứng mà này lắm á, không đánh nhau được đâu. Bình tĩnh, tự tin chiến thắng đi. Cũng bot farm tự tin chiến thắng á. Đó, nó định nhào vào nè. Đó. Nhào vào nè. Còn bắn lấy lên, bot farm. Mà này, phát lên. Mà này. Ok. Tin chiến thắng nè. Rồi, nó về rồi. Con gì đây này, có con gì đây nó chưa này. Về đâu, nó mới về đâu, nó định đá ra chơi á. Chưa về đâu. Nó chưa chịu về này. Đó. Con mua lấy. Thôi về đi, về lùi đi. Con kia nó băng ấy, phiền lắm. Về quá. Không ăn được. Chạy lên dạo vòng nhờ. Mà thôi. Đó anh xuống boss đây. Boss anh ra mít gì đây? Anh ra mít đây nhá. Nghĩ vậy. Con lên nè. Vẫn trong chương trình VLAN. Tóc vẫn trong VLAN. Đó kìa, tin nó vẫn bê lên mà. Chứ mình đép được. Nó vẫn bê lên cái này 5 người này. Sao hết đép được rồi đấy. Sao hết rồi đấy. Ủa, bọn vào vào ngang sau kìa, vào ngang sau kìa. Má nó cắm mắt này nữa. Anh còn trong người em mới lên anh nha. Anh có vòng ra sau đó này. Cầm thì tiêm đánh nha. Đó. Mình mẹ lên cắt chế. Đóng sợ liền à. Đó, đây, băng rồi, đây. Đây. Chết mẹ. Chết tôi rồi. Chết mẹ nè, trời ơi. Tiến đằng sau kìa. Tiến nó còn sống trời. Tiến nó còn sống không đỡ được đâu. Tội mà, không có stun mà. Ở Lila nó búa thép làm gì? Lên giày ấy hay hơn đâu. Gì?
Không thiếu cái sân lần nữa. Thiếu sân lần nữa. Lúc nè. Đi nào này mua xét trước mà. Chắc là thiếu xem bộ. Thiếu sân lần nữa, thiếu sân lần nữa. Quả đánh nhìn vô có chịu thật. Ôi ơi. Bắn liền. Biến đáy ra máu liền. Tôn kiến phát cho nó bắt lên kèn đi Linh. Bắt lên kèn đi. Bắt lên kèn nó chạy về mà. Bắt lên kèn nó chạy về. Anh cả tôi gửi được bắt con này anh. Con đấy nha, con em bắt đấy. Anh nhá, bắt con đấy đầu tiên. Con đấy không có. Đấy luôn. Anh có gì soi. Nó tàn hình chạy ra. Phải buồn. Thôi thôi. Mọi chuyện buồn sẽ qua thôi. Ôi 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 anh làm gì? Ơi kiến kìa, anh không boss thì anh làm gì đâu? Thôi, mày làm thế, lộ, không có trúng kéo đâu. Thế anh ấy ta bắn thôi. Má chẳng này Phương Lê ô chích. Thôi, tìm nhà nghèo. Lên ô chích con invo á. Ở chín chín ở chín mùa cha đầu đi quá nè yếu quá team này một cái ở chín không đủ đâu nào vậy tôi thì mày lớn trong cái đam kìa và đam kìa ui rồi wow 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 đừng lắc bà đam đó, lắc quá lắc. Đâu em, đâu em. Chưa dạy. Lắc quá, lắc quá. Phương cẩn thận. Lắc quá. Đấy, đánh thua một tại đá. Quá thì cứ máu. Ok. Thôi ngay nhá, thôi ngay cái trò đánh thua đủ tại lắc nhá. Lắc quá. Mình là thằng đàn ông. Mình thua rồi, mình bảo mình thua. Thua rồi bảo lại lắc. Lắc, lắc. Ôi trời ơi. Kìa kìa nó mèo kìa. Mẹ là gió. Chết Linh rồi. Ôi, không quay về đúng không? Nó vào đánh cả nhà luôn rồi. Đây đánh về đúng không? Đánh về. Vãi lồn. Ôi vãi. Không cắt được Linh Ken à? Tình Vãi nó có mắt rồi, bị đi chậm rồi. Có mắt rồi. Khi nhảy đi anh, trước khi chết. Rồi. Rồi. Không. Thôi chết rồi đấy. Đừng về dài mà. Đi nào, đi nào. Wow, 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 wow. Chạy đi. Máy ấy vô khó chịu quá. Ôi đất chơi liều rồi, mày chết rồi. Your middle tower has fallen. Nó tiến khỏe bốn luôn. Lại thua rồi. Lại thua rồi. Thôi đánh từ từ thôi, không thua đâu. Ta không thua được. Ta đẹp đi. Không thua được đâu. Bây giờ họ có mát được gì? Nó có mát cao. Đánh rồi. Kiến nó xanh quá, lúc đầu đi top được được cái kiến xanh quá. Nó có full ca, nó có full ca mà. Giả sử như mình có death được 2 round ấy, thì nó cũng có thể khỏe là thôi. Mình kết thúc này. Mình coi đánh đầu 2.
Con kiến nó sắp lên butter rồi kìa. Sắp lên bướm rồi. À, nè, đứng đây rồi. Đứng đây, đứng lên đi. Ôi, em có gì? Sao? Chơi mình vãi nó cắm mắt đây luôn rồi. Anh ra, nó nhìn thấy kìa. Vãi nó cắm mắt khắp bản đồ rồi. Ở cái nhà này có mắt nhá. Ở đây có mắt đấy. Từng có mắt thôi. Anh nhắm mắt. Nhắm mắt chưa? Đã rồi à? Anh cứu tôi với. Anh có kiến đánh hết hết mana nó khó chịu thật. Đó nó cắm mắt đây đây nè. Nó nhìn vẫn nhìn thấy anh kìa. Anh chưa là người em tay tách được. Ủa trời nó bắn mấy cái chết luôn kìa. Rồi. Mắt tư mà, mắt tư. Ba mắt tàn quạt quấy không? Oh my trời. Xong rồi. Lại nữa, lại nữa. Không, không, không chết, không chết. Ý anh là ai cũng chết. Em không sao chết được đâu. Em không sao chết được. Anh tâm tệ. Chết được đâu, chết được đâu. Your top barracks are under attack. Your top barracks has fallen. Your top barracks has fallen. Your base is under attack. Ê, đừng đừng đi cái đường đấy anh. Thế là con đường tội lỗi đấy. Chết. Baby. Small bit. Your face is under attack. Đấy thật chứ bây giờ con kiến nó quay lại đánh chết cả ba thằng luôn anh. Thật ra không? Đi mình không tool, không thay lần, khó mắt thế lắm. Bước ra con đi. Ít chứ không phải không tool. Đây anh tự xử không? Xin em tự đây. Ở đây 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 đây. Đây anh tự xử xả xui đây. Ở kia quẩy lên đây. Ở kia quẩy lên. Ra đường đánh nhau đi. Ra đường đánh nhau đi, quả cuối đi, xả gì. Sợ. Người Việt Nam không biết sợ. Chán hết phải bao nhiêu agi buồn rồn. Wow. Ôi, không kè đây, không kè đây. Anh nhìn chưa người em, chân em cắn. Dead the fuck. Chân em ngắn anh chết heo đấy. Woo.
ok. Come here, bitch. Nó bắn kìa, đi biến rồi. Cái đi biến nhưng mà thế là đủ rồi. Your base is under attack. The enemy. Bye, end it now. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Dire structures are falling. Your ancient is under radiant victory.